Như vậy, bộ đôi Samsung Galaxy S6 và S6 Edge đã ra mắt, hai sản phẩm được mong đợi nhất trong năm 2015 và đã không làm người dùng phải thất vọng bởi một cuộc cách mạng đột phá không chỉ trong thiết kế mà còn cả về hiệu năng hay những trang bị cao cấp kèm theo. Và trong chuỗi video đánh giá chi tiết về bộ đôi này, hôm nay D-Channel sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về thời lượng sử dụng pin của Galaxy S6. Nếu như thế hệ Galaxy S5 trước đó thì Samsung đã trang bị viên pin là 2800 mAh, thậm chí còn hỗ trợ luôn cả hai pin đi kèm. Nhưng năm nay thì để đánh đổi với thiết kế nguyên khối sang trọng thì S6 đã không còn hai pin nữa. Song điều đáng nói ở đây là Samsung lại không tăng thông số pin trên S6 mà thậm chí với dung lượng pin là 2600 mAh còn thấp hơn cả S5. Nhưng hãng vẫn tự tin rằng sản phẩm này vẫn có thể cho thời gian sử dụng tương đương, thậm chí là vượt trội hơn cả Galaxy S5. Về thời gian sạc đầy pin trên Galaxy S6 với viên pin là 2600 mAh với cuộc sạc chuẩn đi kèm theo máy thì mình chỉ mất đúng 80 phút, như vậy là chưa đến 1 tiếng rưỡi, một tốc độ sạc pin quá ấn tượng. Để làm được điều này thì Samsung đã trang bị cho S6 công nghệ sạc siêu tốc và tốc độ này nhanh gấp rưỡi so với trên Galaxy S5. Khi máy ở mức pin là 0% thì các bạn sạc trong 15 phút đã lên tới 30% và chỉ cần sạc trong 30 phút là S6 đã lên tới hơn 50% pin. Về thời gian chờ để qua đêm thì sau 8 tiếng với việc lắp SIM và tắt tất cả những các kết nối và ứng dụng chạy ẩn thì Galaxy S6 chỉ tụt 3% pin. Và chúng ta có thể tính toán một cách tương đối thì siêu phẩm này sẽ cho thời gian chờ khoảng 11 ngày. Và tiếp theo thì như thường lệ mình sẽ có những bài test về xem phim, chơi game lên web có kết nối mạng trên Galaxy S6. Trong các bài đo này thì mình sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi, độ sáng để 50% và sẽ test ở 3 mức pin đó là 100, 50 và 10%. Đầu tiên sẽ là bài test về thời lượng xem video trực tuyến trên YouTube. Với mức pin đầu tiên là 100%, sau khi xem xong 30 phút thì pin tụt 7% còn 93%. Với mức pin ở mức thứ hai đạt 50% thì sau 30 phút thì Galaxy S6 còn 42%, đã tụt 8%. Và khi ở mức pin thứ 3 còn 10% thì phát video xong, S6 chỉ còn duy nhất đúng 1% và đã tụt 9%. Như vậy thì tính trung bình với mức pin đầy, sản phẩm này có thể phát video trực tuyến liên tục trong vòng 6 tiếng 15 phút. Tiếp theo sẽ là bài test về thời lượng lướt web đọc báo trong 20 phút. Ở 3 mức pin đó là 150 và 10%. Sau khi kiểm tra xong, mình có được các kết quả phần trăm pin tiêu hao lần lượt đó là 4, 5 và 6%. Cũng với cách tính như trên thì trung bình Galaxy S6 có thể đọc báo lướt web liên tục trong khoảng 6 giờ 38 phút. Và cuối cùng là bài test về thời gian chơi game với Aspen 8 trong 20 phút trên Galaxy S6 thì mình có được phần trăm pin tụt sau 3 lần kiểm tra ở 3 mức pin đó là 6, 7 và 8%. Và với việc chơi game liên tục thì Galaxy S6 có thể đáp ứng cho các bạn trong khoảng 4 giờ 45 phút. Và có thể thấy thì mặc dù sở hữu viên pin dung lượng chỉ có 2600 mAh, trong khi đó S6 lại được nâng cấp màn hình với độ phân giải 2K gấp đôi so với S5, hay trang bị một phần cứng với cấu hình khủng. Nhưng đúng như những gì Samsung đã tuyên bố thì thời lượng sử dụng pin của S6 vẫn không hề thua kém Galaxy S5. Và các bạn có thể trải nghiệm được với hơn 6 tiếng phát video cũng như lướt web online và hơn 4 tiếng, gần 5 tiếng cho việc chơi game đồ họa khủng. Rõ ràng thì đây vẫn là những thông số ấn tượng, mặc dù không được quá nổi bật như những sản phẩm pin khủng khác, nhưng với một siêu phẩm cao cấp thì đây là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khả năng sạc pin siêu tốc của S6 với chỉ chưa đến 1 tiếng rưỡi là đã có thể sạc đầy. Và trong những video lần sau thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn bài đánh giá pin về những siêu phẩm cạnh tranh như HTC One M9 hay Asus Zenfone 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.